Tính đến bây giờ là mình vô cùng là hồi hộp, rất là hạnh phúc vì hôm nay có tất cả anh chị em, bạn bè, cũng như là sắp tới mình còn có chồng mình sắp đang trên đường đón mình nữa. Cùng họ nhà trai làm lễ ăn hỏi cho hai cháu, xin phép họ nhà trai tôi xin gửi tới các cụ, các ông, các bà lời chào trân trọng nhất. Cũng chính thức từ giờ phút này hai cháu có thể nói lên vợ lên chồng. Các cụ, các ông, các bà họ nhà trai, họ nhà gái đã thêm con rồi sẽ thêm cháu, ông bà dâu toản, ông bà ánh sẽ thêm con rồi sẽ thêm cháu. Sự đoàn kết, sự giúp đỡ và sự chia sẻ của hai gia đình ngày một đầm thắm hơn. Tổng các chị của Lưu Huỳnh là số chén phải uống. Hóa chị à? Hóa chị của Lưu Huỳnh là 0246 à? Đô đây, tổng các hóa chị. Tổng các hóa chị 12. Ngày bắt đầu yêu em là bao giờ? Lấy số ngày trừ số tháng bằng số chén rượu. Lấy số ngày trừ số tháng là 16 chén. Cái này anh không vậy là Hải Phòng đâu.